Các bạn nhìn nó sôi này, quá hấp dẫn luôn các bạn. Đâu cần phải đi đâu ăn quán xá cho xa xưa các bạn. Lê Minh kính chào cô dì chú bác. Hôm nay có sự hợp tác của bà xã nên hôm nay mình sẽ làm một cái món trứng cút nướng các bạn. Rất là đơn giản nhưng mà rất là độc đáo. Cái này mình đặt gọi là trứng cút của 2021 các bạn. Rồi, các bạn sẽ đi cùng mình xem chuẩn bị những đồ gia giảm gì nhé các bạn. Gia giảm thì rất là đơn giản các bạn. Cái không thể thiếu được món chính đó là trứng cút nha các bạn. Đây là trứng cút. Và gia vị thì vợ chồng mình thích ăn mực này. Thì mình mua ít mực. Và thích ăn tôm như các bạn. Đấy, tôm thì mình đã luộc sẵn rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy tôm đấy. Và mình có chuẩn bị một chén hành nhá. Hành này là lá mình đã thái sẵn đấy các bạn. Và gia vị thì chỉ có một chai tương thôi các bạn này. Và một ít hành này mình cũng đã xào sẵn rồi các bạn. Hành này hành mình xào sẵn rồi. Và một lọ bơ thôi. Nhưng trước khi nướng một cái món nướng của trứng cút này thì không thể thiếu cái này các bạn nhé. Đây cái chén này mình chỉ để đây mấy cái để tượng trưng cho các bạn biết, để các bạn có làm món ăn này các bạn mua thôi. Gọi là món cút này là món cút nướng hải sản này các bạn. Rồi bây giờ các bạn vẫn biết xem bà xã mình thái những con tôm này, con mực này. Đấy các bạn cứ thái nhỏ như thế thôi. Còn tôm thì mình đã luộc sẵn rồi các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ bóc này. Đấy, tôm các bạn sẽ bóc sẵn nó như vậy. Món này là món trứng cút nướng hải sản đấy các bạn. Thì vợ chồng mình thích ăn hải sản cho nên là mua tôm và mực. Còn nếu như các bạn mà muốn ăn cái gì thì các bạn cứ sở thích các bạn cứ làm bỏ vào đấy. Rồi bây giờ mình là trước khi mình chuẩn bị đồ như này các bạn, mình đã thổi một cái lò nướng sẵn rồi. Thì bây giờ mình sẽ mang ra để mình nướng cho các bạn xem nhé. Rồi mình cũng có làm một cái bếp sẵn rồi các bạn nha. Đây các bạn nhìn này, mình có để một bộ chén rồi. Bây giờ bắt đầu mình tha bơ lên nha các bạn. Tha bơ lên cái chén này. Đây các bạn nhìn mình tha bơ lên đấy. Bây giờ bà xã mình sẽ đập trứng bỏ vào này các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy trứng đập vào. Đấy. Tại vì cái chén này mình làm chén bé thôi các bạn. Còn các bạn thích chén to thì các bạn đổ gần lần vài trứng cũng được. Còn mình làm chén nhỏ này một lần mình bỏ chỉ có 3 trứng thôi. Các bạn nhìn một lần mình đổ là chỉ có 3 trứng thôi các bạn. Đấy. Một chén này chỉ có 3 cái trứng mà. Của các bạn thích ăn chén lớn thì làm chén lớn, các bạn đập một lần 10 quả, 20 quả cũng được. Còn mình làm một chén này chỉ 3 quả thôi. Đấy, các bạn nhìn trông mát mắt không?
Các bạn cứ thoa bơ lên xong rồi bắt đầu các bạn đập trứng bỏ vào nhé. Tại vì cái lò này nó hơi bé các bạn, cho nên một lần mình đặt được có 6 cái chén nhỏ này thôi. Đấy. Một lần mình đặt chỉ có 6 chén nhỏ. Các bạn nhìn hấp dẫn, bây giờ bắt đầu bà xã bắt đầu bỏ tôm, bỏ mực lên rồi các bạn. Bây giờ là bỏ tôm bỏ mực thì cũng như là khi nãy mình mới nói đấy, thì các bạn thích ăn thịt heo thì cứ bỏ thịt heo. Tôm các bạn bóc vỏ cho nó sạch sẽ nhé. Đấy, các bạn luộc xong các bạn bóc vỏ sạch sẽ rồi các bạn bỏ vào. Mực thì chặt nhỏ. Bây giờ bắt đầu các bạn rải cái hành lá lên nhé. Đấy, các bạn rắc cái hành lá lên. Đấy, nhìn trông mát mắt không các bạn? Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp không? Không phải là đẹp đâu các bạn nhá. Các bạn thưởng thức ở nhà, mùa dịch này rất đơn giản các bạn ơi. Không cần phải đi đâu đi thưởng thức ở đâu cho nó ra hết á. Các bạn cứ mua vài chục trứng, hột trứng cút về không bán bao nhiêu hết á. Đấy, các bạn về các bạn làm rất là đơn giản thôi. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Món này là món trứng của 2021 nhé. Món trứng nướng nha các bạn. Đấy. Trứng cút nướng mới là độc đáo chứ không phải trứng gà, trứng vịt thì nó là đơn giản. Nhưng mà trứng cút nhé, trứng cút nướng nhé. Đấy các bạn. Thì các bạn thấy nó nóng ấy. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chén bơ đây này, có sẵn đây các bạn. Chén bơ và một cái cây này nhá. Một cái cây như thế này. Bây giờ mình sẽ lấy cây mình tha bơ như này. Và sẽ tha lên cái chén như này các bạn. Đấy. Đã mình thấy mình tha chưa? Đấy. Mình sẽ tha như thế này. Thì thoa này để cho cái chén nó không có khô nha các bạn. Đấy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi cái trứng này chín thì các bạn lấy nó rất là dễ nha các bạn. Đấy. Thì chốc thì nó chín mình sẽ lấy cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, mình nhắc các bạn nhé. Nướng như này thì các bạn trước khi nướng các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái cây kẹp như này này các bạn. Đây, cái cây kẹp như này. Để các bạn kẹp này. Để các bạn kẹp này để các bạn lấy ra nhé. Chứ không là bị bỏng nha các bạn. Đấy, thì mình ở bài xã mình bị bỏng rất là nhiều đấy. Cho nên các bạn phải để ý này, mình mua cho mình một cái cây kẹp như này nha các bạn. Đấy. Đấy. Tại vì mình mùa này mùa chống dịch. Cho nên ở nhà mình thích ăn cái món trứng cút nướng, cho nên thì mình cũng chuẩn bị một ít gia giảm mình làm để cho các bạn xem. Thì các bạn thấy rất là đơn giản các bạn. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Khi mình đập trứng và bỏ gia vị vào, bỏ hành vào. Đấy, nhìn các bạn nhìn thấy đơn giản không? Rất là hấp dẫn. Rồi bây giờ 5-6 phút là chín rồi các bạn nha. Bây giờ đâu là vợ mình sẽ bỏ tương ớt lên. Để các bạn nhìn thấy không? Đấy, rưới tương ớt lên nhé. Đang ở trên bếp các bạn nhé. Đang ở trên bếp nên các bạn cứ bỏ tương ớt vào và rắc cái hành phi vào. Đấy, các bạn nhìn thấy hành phi không? Đấy, rắc hành phi lên các bạn nhìn hấp dẫn không? Đó. Các bạn nhìn nó sôi này, quá hấp dẫn luôn các bạn. Đâu cần phải đi đâu ăn quán xá cho xa xôi các bạn. Rất là đơn giản, các bạn ở nhà chống dịch này. Đấy, các bạn cứ làm một món đơn giản như này các bạn ăn thôi. Vừa rẻ tiền nhé, mà lại vừa có chất lượng các bạn. Đấy. Xong bây giờ gấp xuống các bạn. Đây, các bạn nhìn đấy.
Rồi bây giờ là mình đã nướng xong rồi các bạn. Đấy thì mình nướng xong rồi, bây giờ mình vào mình sẽ khự ra để cho các bạn xem cái cách thức khự như nào nhé, và nó dễ được như nào nhé. Đấy. Đấy bây giờ các bạn xem này, bà xã mình bắt đầu khự ra này. Đấy. Đấy, trông rất là ngon lành nha các bạn. Đấy, đấy mình sẽ xoay cái mặt dưới cho các bạn xem này. Đây. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời các bạn. Thấy không, rất là dễ dàng, đấy là rất là dễ các bạn ạ. Đấy rồi, món này rất là hấp dẫn nha các bạn. Đây các bạn nhìn này, đây là thành quả của mình, hai vợ chồng mình nãy giờ này. Đấy thì bây giờ mình sẽ mời các bạn nhé, mời các bạn thưởng thức cùng mình nhé. Thì mình ăn thì mình ăn nhạt nó quen rồi. Bạn nào mà thích ăn nước mắm thì làm thêm nước mắm, hoặc là thích ăn với tương ướt cay thì các bạn sẽ làm với tương, mình thì ăn với tương thôi nha các bạn. Thì các bạn thích ăn rau thơm nữa thì các bạn sẽ mua các gia giảm rau, các bạn ăn cứ như gọi là ăn bánh khọt rồi đấy. Đấy các bạn đã từng ăn bánh khọt chưa? Thì như các bạn nhìn giống bánh khọt không, nhưng không phải là bánh khọt đâu các bạn nhé. Món này là món trứng cút nướng hải sản đấy. Rồi xin mời các bạn nhé. Ngon, tuyệt vời. Ngon lắm các bạn. Thì các bạn cứ làm thử ăn, thấy ngon thì các bạn sẽ làm tiếp nhé. Ngon, ngon lắm các bạn. Mình thì mình không thích ăn rau thơm, các rau gia giảm thêm. Nếu các bạn nào thích thì cứ mua thêm các rau thơm để mình ăn cùng với nó nhé các bạn. Nói thì mùa dịch mình không có đi để tụ tập cũng đông người và quán xá được, nên mình cũng làm một cái món như này để cho các bạn nhìn qua. Nói chung một cái món này rất đơn giản các bạn. Đấy gì như mình đã nói trong video rồi, thì các bạn mua một ít trứng về các bạn mà làm này, để vợ chồng gia đình thưởng thức trong gia đình mình trong cái mùa dịch Covid-19 này. Rồi thì mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Thì các bạn xem thấy video này nó hữu ích cho cái mùa dịch Covid-19 này thì các bạn hãy cho mình xin một đăng ký và một like và nhấn chuông các bạn nhé. Xin tạm biệt các bạn.